Rồi, mến chào anh chị và các bạn ha. Hôm nay em lên một cái con siêu rùa Kubota. Kubota một cầu không bên. Con này đặc biệt thì màu rất là độc lạ và đẹp thì không kém một đối thủ. Rất là đẹp nha anh chị nha. G60. Đẹp xuất sắc. Anh chị có thể đánh giá hoàn tất ha. Ốc tán 7 màu, chấm sơn luôn. Vỏ là 19 x 800 trừ 10. Mới cáo luôn anh chị ơi. Đây dàn khung gầm nè. Nói chung là con này như mới, không có phải chơi một cái thứ gì hết á. Nói chung là quan trọng là anh chị mua là quan trọng là túi tiền ha, túi tiền và công việc phù hợp với anh chị thôi. Còn nói về chất lượng xe thì em bảo đảm với anh chị là không có chơi một cái gì nha anh chị nha. Cái thùng là như mới luôn đó, thùng dưới gầm này anh chị thấy không, nước sơn rin là còn toàn diện ha anh chị ha. Ốc là 7 màu từng con luôn đó, từng con ha anh chị ha. Bánh trước à, rin từ A tới Z. Con này chỉ có bình lô và xăng lô nhớt lô rồi thôi chứ còn không có lô gì nha anh chị nha. Mới tắt tật, mới tinh tươm luôn, quá mới. Một cầu lái qua lăng không bên. Con này số thì 3 tiếng một lùi. Số 3 tiếng một lùi đây nha anh chị. Rồi, ga chân. Ga chân thắng chân và con chân. Ga tay. Kèn đèn xi nhan đầy đủ. Đèn sáng hai bên đầy đủ nha anh chị nha. Xi nhan hai bên trái phải ok hết. Ghế rin da rin rất đẹp. Đây ghế đã đèn thui máy. Này chạy động cơ GH170 Kubota công suất 6.2 PS OHV thì rất là mới. Khung gầm rồi nói chung là không chơi một cái điểm nào hết nha anh chị nha. Rồi giờ em sẽ test chạy và đảo vòng cho anh chị xem hình thức nó chạy như thế nào. Con này mà mua về rồi chạy đi. Con này mua về chạy vòng vòng xung quanh làng sớm rồi chở đồ này nọ rất là ngon, rất là ok luôn anh chị ha. Lết bánh khá là nhanh, chạy nhanh lắm nha anh chị, nhanh mà khỏe. Máy thì nổ cực kỳ ngon, ấm lắm, máy nổ rất là ấm. Dòng GH70 OHV thì nó nổ khỏi phải bàn luôn. Thì em đã nói anh chị như vậy rồi đó. Nói tóm lại là con này quan trọng là phù hợp với công việc và túi tiền thôi nha anh chị. Còn nói về chất lượng thì em cam kết với anh chị là không phải bàn về cái chất lượng, không bàn về chất lượng nha. Tại vì chất lượng con này thì khỏi phải nói. Con này có thắng tay luôn ha. Khi nào chị lên dốc và thả ra là thắng tay luôn. Máy anh chị nghe. Máy ốc tán 7 màu. Cực kỳ đẹp. Này là em quay với khung gầm cho anh chị xem ha. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Hàng như hàng mà đẹp như vậy là gần tuyệt chủng rồi nha anh chị nha. Nói chung là nó muốn tuyệt chủng luôn ạ. Nó dạng như khổng long vậy. Đó, gần tuyệt chủng luôn. Anh chị nào đang quan tâm những xe rùa, những cái xe rùa bốn bánh hơi như vậy thì nhanh tay nhấc máy lên liên hệ cho bên em ha. Số điện thoại là 0398-68745 hoặc 0835-585879. Để nhanh tay để sở hữu em nó. Nói chung là
Rồi giá con này em bán là gần 40 triệu nha anh chị nha. Bán gần 40 triệu, bán tại cửa hàng là gần 40 triệu. Rồi chị quan tâm nhớ liên hệ cho bên em ủng hộ em ha. Rồi mến chào tạm biệt.